top 5 doanh nhân bất động sản giàu nhất sàn chứng khoán 2021. Trải qua một năm đầy biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có một năm thăng hoa với những con số ấn tượng, nhất là cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản. Theo đó, không ít mã cổ phiếu tăng bằng lần đã giúp tổng giá trị tài sản của 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2021 đạt 528.234 tỷ đồng. Đặc biệt, phải kể đến việc có đến 5 doanh nhân bất động sản lọt top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2021 với khối tài sản có sự gia tăng đáng kể. Ông Phạm Nhật Vượng, tập đoàn Vingroup năm 2021, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam. Hiện ông Vượng đang sở hữu hơn 985 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25,9% vốn cổ phần và gián tiếp sở hữu hơn 1.170 triệu cổ phiếu VIX thông qua 92,88% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị tài sản của ông Vượng đạt hơn 212.142 tỷ đồng và là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Theo cập nhật mới nhất của Forbes, ông Vượng hiện đang đứng ở vị trí 368 trong danh sách người giàu thế giới với 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1 tỷ đô la Mỹ so với công bố của Forbes hồi đầu năm. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông cũng đang nắm giữ gần 170 triệu cổ phiếu với giá thị trường gần 16.722 tỷ đồng, lọt top 10 doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỷ phú Phạm Nhật Vượng được Forbes vinh danh trong danh sách những nhà từ thiện hào phóng tại châu Á năm 2021. Ông Trần Đình Long, tập đoàn Hòa Phát năm 2021 là một năm thành công của vua thép Trần Đình Long. Cơn sốt cổ phiếu thép đã đẩy giá cổ phiếu HBG hiện quanh mức 46.000 đồng tăng gấp rưỡi so với đầu năm. Trong năm, có thời điểm giá trị vốn hóa của Hòa Phát đạt mức hơn 11 tỷ đô la Mỹ và lọt top 15 công ty thép có vốn hóa lớn nhất thế giới. Theo đó, tài sản của ông Long cũng nhanh chóng tăng vọt. Với việc sở hữu hơn 1,16 triệu cổ phiếu HBG hơn 26% vốn, giá trị tài sản của ông Long hiện đạt hơn 53.400 tỷ đồng và là người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán. Năm 2020, ông Long bị rớt khỏi danh sách tỷ phú thế giới, nhưng năm nay đã trở lại một cách ngoạn mục. Theo cập nhật của Forbes ngày 29 tháng 12, giá trị tài sản ròng của ông Long đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với con số 2,2 tỷ đô la Mỹ hồi đầu năm, xếp thứ 1072 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Ông Đỗ Anh Tuấn, tập đoàn Sunshine. Ông Đỗ Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị Sunshine Group, đang là ngôi sao sáng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự tăng trưởng nóng của các mã cổ phiếu SCG, SSH, KSF ngay khi vừa lên sàn đã nhanh chóng đưa tên tuổi doanh nhân Đỗ Anh Tuấn lần đầu lọt vào top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán và là doanh nhân bất động sản giàu thứ 3 trên sàn. Ngoài vai trò chủ tịch hội đồng quản trị Sunshine Group, ông Tuấn còn đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của các công ty thành viên như Công ty Cổ phần Sunshine Home, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng, Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG, Công ty Cổ phần Xây dựng SCG. Ông Bùi Thành Nhân, tập đoàn Novaland với tổng giá trị tài sản vốn hóa đạt 36.167 tỷ đồng. Ông Bùi Thành Nhân, chủ tịch Novaland, đứng ở vị trí thứ tư về doanh nhân bất động sản và vị trí thứ sáu trong danh sách người giàu trên sàn chứng khoán năm 2021. Ông Nhân hiện là cổ đông lớn nhất của Novaland với tỷ lệ 21,57% cổ phần. Ngoài ra, ông Nhân còn là người đứng đầu tại nhiều công ty khác liên quan tới Novaland như chủ tịch hội đồng quản trị Nova Group, chủ tịch hội đồng quản trị Diamond Properties, chủ tịch hội đồng quản trị Anova Corp. Ông Nguyễn Văn Đạt, công ty bất động sản Phát Đạt. Ông Nguyễn Văn Đạt, chủ tịch công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, hiện đang sở hữu hơn 297,6 triệu cổ phiếu BDR với tổng giá trị tài sản hơn 28.000 tỷ đồng và đứng ở vị trí thứ 8 trong danh sách người giàu trên sàn. Theo kế hoạch kinh doanh, Phát Đạt đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang các tỉnh, thành phố mới như Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu thông qua việc thực hiện nhiều thương vụ MA thâu tóm quỹ đất. Trong năm 2021, doanh nghiệp này đã thành công mua lại 99% vốn một doanh nghiệp sở hữu dự án trên khu đất 2.735m2 tại 223-225 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và dự kiến sẽ phát triển dòng sản phẩm bất động sản thương hiệu tại dự án này.